Thầy xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em áp dụng các kiến thức đã học trong bài học trước, bài tứ giác nội tiếp vào việc giải các bài tập cơ bản liên quan tới nó. Rồi, để giải được các bài tập liên quan tới tứ giác nội tiếp thì chúng ta cần nắm vững các kiến thức cơ bản mà chúng ta đã học trong bài học trước, mà thầy đã tóm tắt thành 8 hình vẽ ở trên màn hình, gồm có 4 đường tròn ở trên dòng trên và 4 tứ giác ở dòng dưới. Thì 4 cái hình tròn ở trên đây thì tượng trưng cho định nghĩa và 3 tính chất của nó. Và 4 tứ giác ở dưới này tượng trưng cho 4 dấu hiệu nhận biết. Bây giờ thầy sẽ ôn lại. Thứ nhất là định nghĩa của tứ giác nội tiếp là tứ giác có 4 đỉnh nằm trên một đường tròn. Rồi, tính chất trong tứ giác nội tiếp, hai góc đối bù nhau. Tính chất thứ hai, trong tứ giác nội tiếp, góc ngoài bằng góc đối trong. Tính chất thứ ba, trong tứ giác nội tiếp, hai đỉnh kề cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc bằng nhau. Rồi, đó là định nghĩa và ba tính chất. Đây, bây giờ dòng dưới là 4 dấu hiệu. Dấu hiệu thứ nhất, tứ giác có 4 đỉnh cùng thuộc một đường tròn là tứ giác nội tiếp. Tứ giác có 2 góc đối bù nhau là tứ giác nội tiếp. Tứ giác có góc ngoài bằng góc đối trong là tứ giác nội tiếp. Tứ giác có 2 đỉnh kề nhìn cạnh chứa 2 đỉnh còn lại dưới một góc bằng nhau là tứ giác nội tiếp. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ vận dụng tất cả các định nghĩa, tính chất và dấu hiệu này vào việc giải bài tập liên quan tới tứ giác nội tiếp. Chúng ta vào bài tập thứ nhất. Rồi, bài tập thứ nhất có nội dung như sau. Cho tam giác ABC nhọn, 3 đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Nối DE, EF, FD. Kể tên 6 tứ giác nội tiếp có trong hình và chứng minh. Thì bài tập này sẽ là bài tập cơ bản mà chúng ta cần hiểu rõ để sau này chúng ta biết cách chứng minh nó một cách dễ dàng, để từ đó suy ra những câu liên quan tới nó. Rồi, bây giờ chúng ta vẽ hình. Rồi, chúng ta dành ra vài giây kiểm tra hình vẽ. Tam giác nhọn ABC, 3 đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Rồi, đúng. Rồi, nói các đoạn DE, BF, EF và FD. Rồi, đúng rồi ha. Đúng như hình vẽ. Rồi, bây giờ thầy đố mấy em, chúng ta sẽ áp dụng định nghĩa, tính chất hay là dấu hiệu. Ở đây yêu cầu là tìm ra 6 cái tứ giác nội tiếp và chứng minh. Vậy là liên quan tới gì? Dấu hiệu nhận biết. Vậy chúng ta có 4 dấu hiệu, thầy đánh số 1, 2, 3, 4 như trên hình vẽ. Rồi, bây giờ chúng ta liệu coi chúng ta sẽ sử dụng dấu hiệu nào. Bây giờ đầu tiên chúng ta tìm cho ra cái tứ giác thứ nhất đi. Đây, bây giờ thầy đố mấy em tìm cho được một cái tứ giác nội tiếp nằm trong cái hình vẽ này. Rồi, bây giờ thầy gợi ý ha. Thầy cho hiện hai góc vuông nó lên. Rồi, giờ hai góc vuông này xuất hiện thì mình coi nó rơi vào dấu hiệu nào. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba hay thứ tư? Dấu hiệu nào? Mình loại ngay dấu hiệu thứ ba và thứ tư liền. Đúng không? Thứ ba là góc ngoài bằng góc đối trong. Mình đây mình thấy góc ngoài. Đúng chưa? Mà thấy góc ngoài là phải có cái cạnh kéo dài, đúng không? Kỳ chứng ta nói rồi. Rồi, bây giờ thứ tư là hai đỉnh kề. Thì đỉnh E, đỉnh F này không phải hai đỉnh kề rồi. Được chưa? Vậy là mình còn lại dấu hiệu số 1 với dấu hiệu số 2. Giờ mình coi. Nó rơi dấu hiệu nào? E với F. Đối nhau. E với F là hai đỉnh đối nhau của cái tứ giác nào? Đó là tứ giác AEHF. Đúng nè. Màn này 90 độ, thằng kia 90 độ. Vậy theo gợi ý của dấu hiệu thứ hai kỳ trước chúng ta biết rồi. Vậy đó là tứ giác nào? Tứ giác AEHF. Đúng không? Và ở đây mình sẽ chọn tứ giác này chứng minh trên dấu hiệu nào nè? Dấu hiệu số mấy? Dấu hiệu số 2.
Được chưa? Rồi, vậy từ đó chúng ta bắt đầu phân tích ha. Thôi, phân tích nha. Để chứng minh tứ giác AFHE nội tiếp theo dấu hiệu số 2, vậy là chúng ta phải chứng minh cho được hai góc E và góc F này bù nhau. Đúng không? Rồi, thì mình tìm cách coi chứng minh tại sao nó bù nhau nha. Góc AFH, góc AEH đều bằng 90 độ hết. Lý do gì bằng 90 độ? À, là do các đường cao BE và CF của tam giác ABC. Rồi, vậy là quá rõ ràng, quá dễ dàng luôn. Vậy từ đó chúng ta có được tứ giác AFHE nội tiếp theo dấu hiệu là hai góc đối bù nhau. Đúng là quá đơn giản. Vậy bây giờ chúng ta trình bày. Rồi, tứ giác AFHE có gì nè? Góc AFH bằng góc AEH bằng 90 độ là do BE và CF là các đường cao của tam giác ABC. Rồi có vậy rồi, thực hiện phép toán cộng. Thì là hai góc này cộng nhau ra 180 độ. Mà hai góc này trong tứ giác AFHE nó là hai góc đối. Có phải không nè? Vậy thì nó dẫn đến tứ giác AFHE nội tiếp theo dấu hiệu số 2, hai góc đối bù nhau. Được chưa? Rồi vậy là sau khi chứng minh được cái tứ giác AFHE là tứ giác nội tiếp, thì bây giờ mình tìm coi đặc điểm của tứ giác này về bốn đỉnh của nó như thế nào, để từ đó giúp chúng ta tìm ra các tứ giác còn lại. Đây, bây giờ chúng ta quan sát. Thứ nhất, đỉnh A. Rồi, đỉnh A đây. Rồi, đỉnh A là cái gì? À, đỉnh A trong hình vẽ nó là đỉnh của tam giác. Đỉnh của tam giác. Rồi, chính xác. Kế tiếp, đỉnh H. Rồi, đỉnh H đây. Đỉnh H này là gì? Trực tâm của tam giác. Rồi, có nhớ trực tâm là gì không? Rồi, chắc quên rồi ha. Trực tâm mình học với lớp 7 đó, là giao điểm của các đường cao trong tam giác đó. Được chưa? Rồi, sẵn ôm được kiến thức trực tâm học lớp 7. Rồi, bây giờ còn lại hai đỉnh là gì? E và F. Rồi, hai đỉnh còn lại của mình là đỉnh E và đỉnh F. Rồi, đỉnh E này là, và đỉnh F này là đặc điểm gì? Đó là chân của hai đường cao kẻ từ hai đỉnh còn lại. Đúng không? Mình lại chọn đỉnh A. Thì còn lại là đỉnh B, đỉnh C. Rồi, đỉnh C kẻ vuông góc xuống chân là F. Đỉnh B kẻ vuông góc xuống chân là E. Nắm được chưa? Rồi, giờ chúng ta đã nắm được đặc điểm của cái tứ giác AFHE. Có một đỉnh là đỉnh của tam giác, một đỉnh là trực tâm của tam giác, còn hai đỉnh còn lại là chân của hai đường cao kẻ từ hai đỉnh còn lại của tam giác. Rồi, nắm được đặc điểm rồi ha. Vậy bây giờ mình thử tìm cái tứ giác thứ hai coi, theo đúng cái quy tắc này coi. Đỉnh tam giác hồi nãy chọn đỉnh A rồi, giờ chọn đỉnh B. Rồi, đỉnh B. Rồi, đỉnh B đây. Rồi, trực tâm của tam giác. Rồi, trực tâm tam giác đây. Rồi, là hai. Rồi, vậy là hai đỉnh còn lại sẽ là chân hai đường cao kẻ từ hai đỉnh còn lại của tam giác. Vậy hai đỉnh còn lại của tam giác là A và C. A kẻ vuông góc xuống là D. Rồi, D đây. Được chưa? C kẻ xuống góc là F. Rồi, F đây. Vậy từ đó mình sẽ có tứ giác A, B, F, H, D nội tiếp, và cũng dùng dấu hiệu thứ hai để chứng minh. Đây, cách trình bày tương tự vậy ha. Rồi, vậy là mình tìm được cái tứ giác thứ hai. Rồi, bây giờ mình tìm cái giác thứ ba coi, theo đúng quy luật này coi. Thứ nhất, một đỉnh của tam giác. Rồi, hồi nãy mình chọn AB rồi, bây giờ còn lại C. Rồi, một đỉnh tam giác. Rồi, một. Rồi, trực tâm tam giác. Hai. Rồi, hai đỉnh còn lại là chân của hai đường cao kẻ từ hai đỉnh còn lại tam giác. Rồi, hai đỉnh còn lại tam giác là A. A kẻ xuống là vuông góc là D. Rồi, D đây. B kẻ xuống vuông góc xuống là E. E đây. Vậy từ đó mình có cái tứ giác nội tiếp thứ ba là à, quá dễ, C, E, H, D. Được chưa? Vậy là nhờ biết được đặc điểm của cái tứ giác nội tiếp thứ nhất, mình đã tìm được hai cái tứ giác nội tiếp còn lại theo đúng cái đặc điểm mà tứ giác thứ nhất nó có. Nắm rõ chưa nè? Rồi, vậy từ đó về nhà chứng minh tương tự cho thầy ha. Hai cái tứ giác còn lại là B, F, H, D và C, E, H, D. Và cách trình bày cũng giống như cái tứ giác A, F, H, E mà thôi. Được chưa? Vậy sau khi chứng minh được ba tứ giác này, chúng ta chốt lại.
Ba cái tứ giác nội tiếp này có đặc điểm gì? Rồi, đặc điểm thứ nhất là một đỉnh chính là đỉnh của tam giác. Rồi, một đỉnh là trực tâm của tam giác. Rồi, hai đỉnh còn lại là chân của hai đường cao kẻ từ hai đỉnh còn lại của tam giác. Được chưa? Và ba cái tứ giác nội tiếp này cùng chứng minh chung một cái dấu hiệu đó là gì? Dấu hiệu nào? Dấu hiệu thứ hai, hai góc đối bù nhau. Nắm rõ chưa? Nghĩa là chúng ta đã tìm được ba cái tứ giác nội tiếp, tìm được ba cái tứ giác nội tiếp đó có chung một đặc điểm như trên màn hình và dùng cái dấu hiệu số 2 để chứng minh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm ba cái tứ giác còn lại. Thì nãy ba cái tứ giác kia chúng ta thấy chưa có sử dụng các đoạn thẳng EF, FD và DE. Đúng nè. Vì bây giờ mình sẽ sử dụng ba cái đoạn thẳng này để mình tìm cho ra ba cái tứ giác nội tiếp còn lại. Đây, bây giờ quan sát coi mình sẽ sử dụng dấu hiệu nào. Chắc khó ha. Rồi, bây giờ thầy gợi ý nè. À, cho thầy hiện nghĩa lên. Đoán được dấu hiệu nào không? Có hai đường chéo xuất hiện. À, hai đường chéo xuất hiện vậy là nó sẽ liên quan tới dấu hiệu số mấy nè? Thì trước thầy gợi ý rồi, đó là dấu hiệu số 4. Hai đỉnh kề nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc alpha. Đúng không? Rồi, giờ mình coi nha. Đỉnh E và đỉnh F cùng nhìn cạnh nào? Cùng nhìn cạnh BC. Dưới một góc là nhiêu? 90 độ. Đúng không nào? Quá đúng với dấu hiệu thứ tư. Vậy từ đó tứ giác thứ tư nội tiếp đó là tứ giác nào? Đúng rồi, BFEC. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trình bày như thế nào ha. Rồi, để chứng minh theo dấu hiệu thứ tư thì chúng ta phải tìm cho ra hai đỉnh kề nhau nhìn một cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc alpha. Rồi, giờ ở đây mình có đỉnh E và đỉnh F cùng nhìn BC. Dưới một góc là nhiêu? Dưới một góc là 90 độ. Đúng nè, BFC và BEC bằng 90 độ. Nhưng mà quan trọng về cái góc 90 độ này lấy lý do từ đâu ra? À, rất đơn giản, từ hai cái đường cao BE và CF của tam giác ABC. Vậy là đã đủ dữ liệu để chúng ta chứng minh được tứ giác thứ tư. Rồi, tứ giác BFEC có góc BFC bằng góc BEC bằng 90 độ. Và đỉnh E và đỉnh F này cùng nhìn cạnh BC. Được chưa? Vậy theo dấu hiệu thứ tư, chúng ta kết luận ngay tứ giác BFEC nội tiếp. Vậy bây giờ chúng ta đã tìm được tứ giác BFEC nội tiếp là tứ giác thứ tư rồi. Vậy bây giờ mình coi coi đặc điểm của tứ giác thứ tư này là cái gì để mình tìm cho ra thằng thứ năm với thằng thứ sáu. Đúng nè. Rồi, tìm coi đặc điểm gì ha. Đây, hai đỉnh B và C chính là hai đỉnh của tam giác. Rồi, kiểm tra. B và C là hai đỉnh của tam giác. Đúng không? Hai đỉnh của tam giác. Quá chính xác. Rồi, đỉnh E và đỉnh F. Rồi, đỉnh E và đỉnh F đây. Đỉnh E và đỉnh F đây. Là gì? Là chân hai đường cao kẻ từ hai đỉnh B và C. Chân hai đường cao kẻ từ hai đỉnh B và C. Được chưa? Rồi, B kẻ đường cao xuống vuông tại E. C kẻ đường cao xuống vuông tại F. Đúng rồi. À, vậy từ đó chúng ta nắm được đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất, hai đỉnh là hai đỉnh của tam giác. Hai đỉnh còn lại là hai chân đường cao kẻ từ hai đỉnh ở trên. Đúng nè. Rồi, với đặc điểm đó thì bây giờ mình sẽ tìm cho ra cái tứ giác thứ mấy nè? Thứ năm rồi. Tìm với thầy tứ giác thứ năm rồi. Rồi. Thầy bôi hết cho em tìm. Đây, hồi nãy mình chọn cạnh BC đúng không? Rồi, bây giờ mình chọn cạnh AB. Rồi, chọn cạnh AB. Chọn cạnh AB, vậy là đỉnh A với đỉnh B là hai đỉnh của tam giác. Rồi, hai đỉnh còn lại là hai chân đường cao kẻ từ hai đỉnh A và B. Rồi, A kẻ xuống góc xuống B. B kẻ xuống góc xuống E. Rồi, vậy tứ giác thứ năm của mình là gì? Có phải là ABDE không? Quá chính xác, ABDE. Đúng là hai góc đỉnh kề nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc alpha.
Vậy là nó nói tiếp. Nắm rõ ha. Rồi, vậy chúng ta tìm được thứ giác thứ 5. Rồi, bây giờ chúng ta tìm thứ giác thứ 6 coi. Đây, thứ giác thứ 6. BC, cạnh BC cộng rồi. Cạnh AB cộng rồi. Bây giờ còn cạnh AC chưa chọn ha. Rồi, giờ chọn cạnh AC. Chọn cạnh AC, vậy là A nè, với C nè. Được chưa? Hai đỉnh còn lại là hai chân đường cao kẻ từ hai đỉnh A và C. Rồi, C kẻ vuông góc xuống là F. D kẻ vuông góc xuống là A kẻ xuống vuông góc xuống là D. Vậy từ đó mình có tứ giác thứ 6 là A, C, D, F. Có phải không nè? Quá chính xác luôn. Rồi, vô đúng 4 đỉnh này rồi. À, vậy từ đó chúng ta phát hiện được hai cái tứ giác còn lại cũng giống như là cái tứ giác thứ 4 mà thôi. Được chưa? Vậy là chứng minh tương tự mình sẽ có được tứ giác AEDB và tứ giác CDFA nội tiếp. À, vậy từ đó mình rút ra coi ba cái tứ giác sau thì nó có đặc điểm gì. Đây, thầy cho ba cái hình vẽ hiện lên ha để chúng ta phát hiện. Như hồi nãy chúng ta đã chốt lại ba tứ giác nội tiếp này có cùng một đặc điểm về đỉnh là sao? Thứ nhất, hai đỉnh chính là hai đỉnh của tam giác. Rồi, đúng rồi. Hai đỉnh còn lại là chân của hai đường cao kẻ từ hai đỉnh trên của tam giác. Nắm rõ chưa? Vậy là chúng ta đã tìm ra được sáu cái tứ giác nội tiếp bằng cách là dùng hai cái dấu hiệu, đó là dấu hiệu hai góc đối bù nhau, là dấu hiệu thứ hai. Và dấu hiệu thứ tư, đó là hai đỉnh kề cùng nhìn một cạnh dưới một góc alpha. Nắm rõ ha? Rồi. Đúng rồi ha, rồi quá rõ ràng luôn. Rồi, nhưng mà sáu cái tứ giác này, hồi nãy mình dùng hai cái dấu hiệu, nhưng các bạn phát hiện sáu cái tứ giác này chỉ cần dùng một dấu hiệu thôi cũng làm được, đó là dấu hiệu bốn đỉnh cùng thuộc một đường tròn, đó là dấu hiệu số mấy? Dấu hiệu số 1, đúng rồi, chính xác. Vậy là mình có thể dùng dấu hiệu số 1 để chứng minh được ba cái tứ giác đầu nội tiếp. Và cũng dùng được cái dấu hiệu số 1 để chứng minh được ba cái tứ giác sau cũng nội tiếp luôn. Rồi, mình coi cách trình bày như thế nào ha. Vậy là theo dấu hiệu số 1 thì mình sẽ trình bày như sau. Tứ giác AFE có góc AFH bằng góc AEH bằng 90 độ là do BECF là các đường cao của tam giác ABC. Cũng giống như nãy, nhưng mà nó khác ở chỗ kết luận chút xíu. Nên theo bài học cũ mình sẽ kết luận là bốn điểm AFEH thuộc đường tròn đường kính AH. Đúng nè, bài học cũ mình đã học điều này rồi. Mà nếu như vậy, bốn đỉnh này cũng thuộc đường tròn thì dẫn đến tứ giác AFHE nội tiếp. Đúng như dấu hiệu số 1 kỳ trước thầy đã hướng dẫn. Được chưa? Rồi, bây giờ mình qua cái tứ giác BFEC trình bày thế nào. Thì thầy quan sát cách trình bày nó cũng tương tự như vậy. Góc BFC bằng góc BAC bằng 90 độ là do BECF mình là các đường cao đang giao BC. Theo bài học cũ mình kết luận được 4 điểm BFEC cùng thuộc đường tròn đường kính BC. Mà nếu vậy theo dấu hiệu số 1, tứ giác BFEC nội tiếp. Được chưa? Vậy là 6 cái tứ giác nội tiếp nằm trong cái tam giác nhọn ABC mình có thể dùng duy nhất một dấu hiệu, đó là dấu hiệu số 1 để chứng minh cũng được luôn ha. Vậy là phải khắc sâu trong tim nha. Hồi nãy giờ thấy các dấu hiệu tim xuất hiện đó ha, là phải cắt sâu trong tim đó. Rồi, bây giờ mình sẽ vận dụng vào một bài toán số 2. Đây, thì cái bài này sau này mấy em gặp nhiều lắm và nó sẽ phát sinh ra nhiều câu hỏi rất là lý thú. Là bây giờ chúng ta làm quen với bốn câu hỏi này trước đi. Đây, nội dung như sau. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O. Ba đường cao AD, BECF cắt nhau tại H. Câu A. Chứng minh tứ giác BFHD, tứ giác BFEC nội tiếp. Câu B. Chứng minh FH là tia phân giác của góc DFE. Câu C. Gọi K là điểm đối xứng với H qua BC. Chứng minh tứ giác ABKC nội tiếp. Và câu thứ tư. Chứng minh OA vuông góc với EF. Đây, bây giờ chúng ta tiến hành giải hình. Này, sau khi giải hình và kiểm tra các dữ liệu thì chúng ta thấy khớp ha. Tam giác nội tiếp. Nhớ không?
Tam giác nội tiếp là tam giác có ba đỉnh cùng nằm trên một đường tròn. Nắm rõ ha. Rồi giờ chúng ta tiến hành câu A. Câu A là chứng minh tứ giác BFHD, BFEC nội tiếp quá quen thuộc đúng không? Đây mới làm hồi nãy. Rồi giờ chúng ta trình bày lại ha câu này. Rồi cho hiện tứ giác BFHD rồi. Dấu hiệu số mấy? Đúng rồi, dấu hiệu số 2, hai góc đối bù nhau. Rồi trình bày giống như đã hướng dẫn. Rồi tứ giác BFHD có BFH, góc BFH bằng góc BDH bằng 90 độ là do các đường cao AD và CF. Rồi thực hiện cộng lại 180 mà hai này đối nhau thì là nội tiếp. Quá quen ở bài số 1 rồi nên làm rất là lẹ. Rồi. Vậy là xong tứ giác BFHD. Rồi bây giờ mình qua tứ giác BFEC, BFEC. Rồi, cho hiện BFEC lên. Ở đây do có điều kiện do đó thầy vẽ riêng ra cho mấy em dễ hình dung được cái hình ha. Chỉ mai mốt trong là bài làm mình làm một hình thôi nha. Rồi, tứ giác BFEC có gì? Hồi nãy biết dấu hiệu gì chưa? Dấu hiệu thứ tư đúng rồi. Có góc BFC bằng góc BC bằng 90 độ do BCF mình là cả đường cao. Rồi, mà đỉnh A và đỉnh F mình cùng nhìn cạnh nào? Cùng nhìn cạnh BC. Vậy từ đó kết luận tứ giác BFEC nội tiếp. Quá quen thuộc với mình ở bài số 1. Đây, bây giờ chúng ta qua kế tiếp câu số 2. Chứng minh FH là tia phân giác của góc DFE. Đây, nói về tia phân giác mình học lớp mấy nè? Lớp 6 đúng rồi. Muốn chứng minh FH là tia phân giác của góc DFE thì mình phải chứng minh cho ra được cái gì? Hai góc bằng nhau, đúng rồi. Bây giờ thầy tạm đánh số là góc F1 bằng với góc F2. Có được điều đó thì tứ giác sẽ nội tiếp. Có chưa? Có chưa nào? Chưa có. Rồi, bây giờ chúng ta xem coi chúng ta sẽ dùng cái gì? Dấu hiệu hay là định nghĩa tính chất của tứ giác nội tiếp để chứng minh. Thì ở đây mình thấy biết chắc là định nghĩa với tính chất mà thôi. Thì không có dùng dấu hiệu ha. Rồi. Rồi bây giờ mình coi tính chất gì. Thì nói về bằng nhau thì tính chất mình nằm ở cái hình số 3 với hình số 4 là có góc bằng nhau. Rồi quan sát hình số 3. F1 không phải là góc ngoài và góc trong của một cái tứ giác nội tiếp. Đúng rồi. Kế tiếp F1, F2 ở hình thứ 4 cũng không phải là hai đỉnh kề nhau cùng nhìn một cạnh chứ một góc bằng nhau của tứ giác nội tiếp. Rồi cũng được luôn. Được chưa? Vậy chứng tỏ là mình không thể nào chứng minh trực tiếp F1 bằng với F2 rồi. Đúng nè. Vậy mình phải đi qua trung gian. Vậy bây giờ mình đầu tiên mình đi tìm coi góc F1 nó bằng với góc nào. Đây. F1 bằng góc nào bây giờ? Thì ở đây, ở câu A, mình chứng minh được hai cái tứ giác nội tiếp là BFHD và BFEC. Vậy mình coi coi góc F1 mình sẽ đưa vào tứ giác nội tiếp nào. Quan sát cho hình vẽ, mình thấy góc F1 nó sẽ nằm trong tứ giác BFHD nội tiếp. Đúng nè. Mà theo cái tính chất ở hình số 4 này chúng ta thấy nếu trong tứ giác nội tiếp thì hai cái đỉnh kề sẽ nhìn cạnh chứ hai đỉnh còn lại dưới một góc bằng nhau. Vậy thì mình coi coi trong cái tứ giác BFHD nội tiếp này đỉnh F và đỉnh nào kề nhau. Đỉnh F là góc F1 ha. Rồi mình sẽ chọn đỉnh kề nó là đỉnh nào. Đỉnh B. Rồi đỉnh B. Được chưa? Rồi F và B cùng nhìn cạnh HD. Rồi F nhìn D, F nhìn cạnh HD dưới góc F1. Vậy B nhìn cạnh HD dưới góc nào? Chúng ta quan sát. Đó là góc B1. Vậy theo tính chất của tứ giác nội tiếp, hai cái góc này bằng nhau. Vậy là mình đã có F1 bằng với góc B1. Vậy là mình đã giải quyết được việc là mình tìm cho được góc F1 bằng với góc nào rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây, người ta yêu cầu là phải tìm cho ra góc F1 bằng góc F2. Mà mình đã có góc F1 bằng góc B1 rồi. Thì chuyện đơn giản mình chỉ cần chuyển qua chứng minh góc B1 bằng với góc F2. Đây, góc B1 với góc F2.
chúng ta quan sát ha, góc B1, góc F2. Góc B1 đây, góc F2 đây. À, vậy nó liên quan cái tứ giác nội tiếp nào? Tứ giác nào nè? Có phải là tứ giác BFEC không? Chúng ta quan sát thử. À, trong tứ giác BFEC, mình có đỉnh B và đỉnh F cùng nhìn cạnh EC. Đúng nè. À, mà cái tứ giác BFEC của mình sao? Nội tiếp đúng không? À, chứng minh ở câu A nãy rồi. Vậy thì đó, suy ra góc B1 và góc F2 phải bằng nhau thôi. À, vậy là sử dụng cái tứ giác thứ hai, chúng ta suy ra được góc B1 bằng góc F2 theo tính chất ở hình số 4 này. Nắm rõ chưa? Rồi, B1, góc B1 bằng góc F2, mà góc B1 lại bằng góc F1 nữa. Vậy góc F1 và góc F2 này sao? Bằng nhau. Mà tia FC này lại nằm giữa hai tia FE và FD. Vậy từ đó FH của mình sẽ là tia phân giác của góc DFE. Nghĩa là chúng ta đã phân tích và tìm được lời giải của câu B. Đúng nè, nhờ vào hai cái tứ giác nội tiếp là BFHD và BFEC. Đó là lý do tại sao mà hồi nãy thầy nói là khi có tam giác nhọn mà ba đường cao là phải biết có bao nhiêu cái tứ giác nội tiếp nằm trong nó đó. Thì giờ chúng ta thấy công dụng của nó là ha. Rồi, giờ chúng ta trình bày. Thì đầu tiên mình có góc F1 bằng góc B1 là do tứ giác BFHD nội tiếp. Tiếp theo mình có góc B1 bằng góc F2 là do tứ giác BFEC nội tiếp. Vậy kết hợp hai điều này lại, góc F1 bằng góc F2 mà tia FC nằm giữa hai tia FE và FD, vậy chúng ta kết luận FH là tia phân giác của góc DFE. Được chưa? Và ở câu B này cũng là câu lý thú. Tại vì sau này chúng ta cũng chứng minh được tương tự là EH là phân giác của góc DEF và DH là tia phân giác của góc EDF. Đây, về nhà chúng ta tập chứng minh hai cái phân giác này ha, để sau này chúng ta sẽ thấy công dụng của nó trong những câu hỏi liên quan. Rồi, vậy là thầy trò chúng ta đã hoàn thành câu B nhờ vào hai cái tứ giác nội tiếp BFHD và BFEC. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu C. Gọi K là điểm đối xứng với H qua BC. Chứng minh tứ giác ABKC nội tiếp. Đây. Nội K là điểm đối xứng với H qua BC. Rồi, mình có K đối xứng với H qua BC. Nhớ đối xứng không? Rồi, chắc quên rồi ha. Thầy ôn lại nha. Khi K đối xứng với H qua BC, có nghĩa là BC là đường chung trực của đoạn thẳng HK đó. Nắm rõ chưa? Rồi, do đó thầy mới vẽ được K đối xứng với H qua BC là như vậy. Đó, yêu cầu chứng minh tứ giác ABKC nội tiếp. À, nội tiếp, chứng minh nội tiếp thì dùng gì giờ? Dĩ nhiên là phải dùng dấu hiệu thôi. Đúng không nè? Rồi, dùng dấu hiệu. Rồi, cho hiện lại bốn dấu hiệu. Rồi, bây giờ bốn dấu hiệu này mình coi mình dùng dấu hiệu nào để chứng minh cho tứ giác ABKC thì thích hợp ha. Dấu hiệu thứ nhất, bốn đỉnh cùng nằm trên đường tròn. Ở đây đang chứng minh làm gì có. Rồi, bỏ qua. Kế tiếp, hai góc đối bù nhau. À, mà theo gợi ý, thường thường hai góc đối bù nhau thì phải xuất hiện hai cái góc đối là góc vuông. Ở đây có không? Trong tứ giác này. Rồi, không có, qua luôn. À, dấu hiệu thứ ba. Dấu hiệu thứ ba thì theo gợi ý kỳ trước là phải có cạnh, một cạnh kéo dài đúng không? Mình quan sát có không? Không có luôn, loại dấu ba luôn. Rồi, ba dấu hiệu lâu loại rồi, thì còn lại thằng gì? Thằng thứ tư. Rồi, thằng thứ tư mà kỳ trước thầy có gợi ý là mình sẽ sử dụng khi nào nè, có hai cái đường chéo của tứ giác nó xuất hiện. À, trong tứ giác này có hai đường chéo không? À, có hai đường chéo là gì? AK và BC. Rồi, ba anh kia loại rồi. Anh này có đầy đủ rồi, chắc chắn ảnh rồi. Rồi, vậy là theo cái dấu hiệu thứ tư là phải chỉ ra hai cái đỉnh kề nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc bằng nhau. Đúng nè. Rồi, giờ mình coi. Đỉnh nào nè. Giờ chọn đỉnh A, đỉnh B coi. Rồi, giờ chọn đỉnh A, đỉnh B. Đỉnh A, đỉnh B. Đỉnh A đây. Đỉnh B đây. Đây. Đỉnh A và đỉnh B là hai đỉnh kề nhau trong tứ giác ABKC. Đây, và hai đỉnh này nhìn cạnh nào? À,
ta thấy nó cũng nhìn. Nhìn ai? Nhìn KC. Ê, nhìn KC. Được chưa? Rồi, vậy là hai đỉnh kề cùng nhìn một cạnh rồi. Muốn nội tiếp là phải dưới hai góc. Và hai góc đó phải bằng nhau. Đúng không? À, vậy là phải có góc A1 và góc B1 bằng nhau. Hay đọc đầy đủ là KBC phải bằng với KAC. Rồi, vậy theo dấu hiệu thứ tư, mình phải có đầy đủ A và B cùng nhìn AKC. Và góc B1 bằng với góc A1. Rồi, bây giờ A và B cùng nhìn KC có chưa? Rồi, có rồi. Góc B1 bằng góc A1 có chưa? À, chưa có. Vậy bây giờ muốn chứng minh tứ giác nội tiếp là phải chứng minh cho đã hai cái góc này bằng nhau. Đúng nè. Đây, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng giả thiết để bài cho. Để chúng ta chứng minh cho được góc B1 và góc A1 bằng nhau. Rồi, bây giờ chúng ta coi giả thiết cho điều gì? K là điểm đối xứng của H qua BC. À, K là điểm đối xứng của H qua BC. Rồi, bây giờ sẽ sử dụng giả thiết này. Thì trong kiến thức đối xứng mình đã học ở lớp 8 ở học kỳ 1, mình có một tính chất là khi hai góc đối xứng với nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau. Có phải không nè? À, vậy chúng ta tìm ha. Mình có H đối xứng với K qua BC. Đúng nè, vậy từ đó dẫn đến hai góc nào bằng nhau liên quan đến góc B1. À, có phải là góc KBC và góc HBC không ta? Rồi, chúng ta kiểm tra. Rồi, chính xác đó là hai góc B1 và góc B2 nhờ tính chất đối xứng qua một đường thẳng chúng ta học ở lớp 8. Cái đó quan trọng, kiến thức của hình học muốn làm được là phải nắm vững lý thuyết. Rồi, nhớ nha. Rồi, bây giờ mình đã tìm được góc B1 bằng góc B2 nhờ kiến thức đối xứng trục mà mình đã học ở lớp 8. Thì bây giờ hồi nãy mình đang cần chứng minh góc B1 bằng góc A1, mà bây giờ mình tìm được là góc B1 bằng góc B2 rồi. Vậy từ đó mình chuyển qua chứng minh điều gì? À, mình chuyển qua chứng minh góc A1 bằng góc B2. Góc A1. Góc A1 đây. Góc B2 đây. Rồi, bây giờ làm sao chứng minh hai góc bằng nhau? Quá dễ, quá đơn giản đối với em, các em. À, thì đây là hai cái góc mà chúng ta đã làm quen rất nhiều trong cái chương 3. Hình học lớp 8, khi có tam giác nhọn ba đường cao, thì mình kết luận hai góc này bằng nhau là do gì? Rồi, gợi ý lại đi nhớ ha. À, đó, góc C liên hệ làm sao? Góc A1 và góc C liên hệ nhau thế nào? Góc A1 phụ với góc C, tại vì tam giác ADC vuông tại D. Mình học rồi, trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau của lớp 7 đó. Được chưa? Rồi, vậy là A góc A1 cộng góc C màu nâu này bằng 90 độ là do tam giác ADC vuông tại D. Góc A2 này cộng với góc C màu nâu này, góc B2 này cộng với góc C màu nâu này cũng bằng 90 độ do tam giác EBC vuông tại E. Được chưa? À, vậy hai góc này dĩ nhiên phải bằng nhau thôi, là do cùng phụ với góc ACB. Rồi, vậy là kết hợp lại góc B1 bằng góc B2. Qua đây góc B2 bằng góc A1, vậy từ đó dẫn đến hai góc này bằng nhau. Mà hai đỉnh A và B này cùng nhìn cạnh KC. Chuyện dĩ nhiên tứ giác ABKC phải nội tiếp theo dấu hiệu thứ tư. Nắm rõ chưa? Rồi, vậy chúng ta trình bày lời giải. Ta có cái gì? Góc HBC và góc KBC bằng nhau là do H và K đối xứng qua BC. Rồi, thứ hai, góc HBC lại bằng với góc KAC là do cùng phụ với góc ACB. Rồi, kết hợp hai cái cặp này lại, chúng ta có được góc KAC bằng góc KBC. Được chưa? KAC là góc A1 đó, KBC là góc B1 đó. Rồi, mà cái gì? Mà đỉnh A và B cùng nhìn KC. Vậy tứ giác ABKC của mình nội tiếp theo dấu hiệu thứ tư. Đúng nè, à, câu này hơi mệt ha, nhưng mà do mình nắm vững kiến thức, mình đã phân tích và tìm được các điều mà nó giấu mình,
để mình sử dụng chứng minh. Đây, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong câu C. Đây, bây giờ chúng ta qua câu cuối cùng. Chứng minh OA vuông góc với EF. Đây, chúng ta có trên hình vẽ đây ha. Giờ chúng ta coi OA là gì. OA là bán kính của đường tròn tâm O ngoài tiếp tam giác ABC hay là ngoại tiếp tứ giác ABKC. Đúng nè, mà nãy chúng ta chứng minh xong. Được chưa? Rồi, tiếp tục là gì nữa? EF là gì? EF là cạnh. Là cạnh của ai? Là cạnh của tứ giác nội tiếp BFEC. Rồi, bây giờ sau khi nắm được các đặc điểm của nó rồi, thì chúng ta tiến hành chứng minh. Rồi, như hồi nãy phân tích, OA là bán kính của đường tròn tâm O. À, mà bán kính thì vuông góc với ai ta? Bán kính luôn luôn vuông góc với đường nào ta? À, nếu nắm vững kiến thức thì chúng ta luôn biết là bán kính OA sẽ luôn luôn vuông góc với tiếp tuyến tại A. Đúng không? Mà trên hình vẽ mình có tiếp tuyến tại A chưa? À, hoàn toàn chưa có. Vậy bây giờ muốn làm thì phải làm sao? Vẽ thêm. Rồi, đúng rồi. Vậy chúng ta sẽ vẽ thêm gì? Vẽ thêm tiếp tuyến XY của đường tròn tâm O tại A. Đúng không nè? Mà nếu có tiếp tuyến XY của đường tròn tâm O tại A rồi thì chuyện dĩ nhiên OA phải vuông góc XY thôi. Rồi, OA vuông góc XY rồi. Nhưng mà ở đây, đề bài yêu cầu mình chứng minh OA vuông góc EF. Đúng nè. Rồi, vậy chúng ta chỉ cần chuyển qua chứng minh XY song song với EF. Rồi, kiến thức song song. À, song song mình đã học lớp 7 rồi. Muốn có song song thì bây giờ phải chỉ ra được cặp góc so le trong bằng nhau, cặp góc đồng vị bằng nhau, cặp góc trong cùng phía bằng nhau, và các cặp góc đó phải liên quan tới hai đường thẳng XY và EF. Thì bây giờ chọn gì? Cái này quá quen đúng không? Quá quen. Đó là cặp góc gì? So le trong bằng nhau. Đúng rồi. Vậy nếu như thầy có góc AFE mà bằng góc XAB, mà hai góc này nằm ở vị trí gì? So le trong, thì chuyện dĩ nhiên XY sẽ song song với EF. Các bạn nè, đây, bây giờ mình tìm cách chứng minh nha. Bây giờ mình coi cái góc XAB. Đây, góc XAB, quen không? À, góc XAB có một cạnh là tia tiếp tuyến AX, một cạnh là dây cung AB của đường tròn tâm O. Rồi, vậy là quá quen rồi. Và liên hệ với một hệ quả trong bài các loại góc với đường tròn, mình có một hệ quả gì? Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. Đúng nè. Rồi, giờ quan sát coi. Góc XAB chắn cung nào? Chắn cung AB. Vậy tìm coi trên đường tròn tâm O cái góc nội tiếp nào chắn cung AB? Là góc ACB. Chính xác không? Quá chính xác. À, vậy là hai góc này bằng nhau là do cùng chắn cung AB. Rồi, phát hiện được rồi ha. Vậy là hai cái góc màu xanh này bằng nhau. Nhưng mà mình đang cần chứng minh cái góc A màu xanh này và góc F màu nâu này bằng nhau. Vậy bây giờ mình chuyển qua chứng minh góc F màu nâu này bằng với góc C màu xanh này là xong. Đây, quan sát trên hình vẽ thấy quen không? Hai góc này liên quan tới tính chất nào của tứ giác nội tiếp? Góc bằng nhau là hai góc đỉnh kề, góc ngoài góc đó trong. Rồi, quan sát coi. Ở gì? Góc ngoài và góc nội trong. Chính xác. Vậy là chúng ta sẽ sử dụng cái tính chất này đây. À, nếu tứ giác nội tiếp thì góc ngoài sẽ bằng góc nội trong. Rồi, và quan trọng là tứ giác nào? Thì như hồi nãy mình đã phân tích FE là cạnh của tứ giác nội tiếp BFEC. Đúng nè. Quá chính xác. Tứ giác BFEC nội tiếp. Vậy là lúc đó góc ngoài là góc M sẽ bằng góc đối trong là góc C. Mà nếu có đủ hai cặp góc này rồi, thì chúng ta kết luận là điều gì? Góc AFE dĩ nhiên phải bằng với góc XAB. Có không nè? Mà hai góc này ở vị trí gì?
so le chồng thì dẫn đến x y sẽ song song với e f. Kết hợp o a vuông góc với x y, đúng là thì chuyện diễn viên dẫn đến là o a sẽ vuông góc với e f. Rồi, vậy là ở bài này mình thấy cái khó là ở chỗ nó giấu cái tiếp tuyến XY, nhưng do mình phát hiện bán kính luôn luôn vuông góc với tiếp tuyến tại tiếp điểm, mình vẽ thêm tiếp tuyến, mình đưa từ câu khó trở thành câu đơn giản. Nắm rõ ha, nhưng mà không phải đơn giản đâu ha, nếu như không biết được cái tiếp tuyến XY này. Vậy bây giờ chúng ta trình bày lời giải như sao? Đây, trình bày lời giải. Vẽ XY là tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O. Rồi, vậy từ đó mình suy ra OA phải vuông góc với XY. Đó là tính chất tiếp tuyến. Rồi, mình để số 1 để dành đó. Rồi, qua tới tiếp. Rồi, mình có góc AFE bằng góc ACB là do tứ giác nội tiếp. Góc ngoài bằng góc đối chập. Đơn giản ha. Góc ACB bằng góc XAB là do cùng chắn cùng AB. Hồi nãy mình ôm lại rồi. Rồi, kết hợp lại. Nên góc AFE sẽ bằng với góc XAB. Mà hai góc này ở vị trí so le chồng, nên dẫn đến là XY song song với EF. Mà nếu vậy kết hợp với số 1 và số 2 này lại, thì chuyển dĩ nhiên OA sẽ vuông góc với EF. Rồi, đó là nhờ mình phân tích mà mình tìm được cái thằng tiếp tuyến XY đang bị giấu, mình vẽ thêm. Và từ cái bài khó khăn, mình chuyển thành cái bài đơn giản. Đây, như là chúng ta đã hoàn thành câu D và cũng là câu cuối cùng trong cái bài tập số 2. Được chưa? Rồi, vậy là sau khi áp dụng các kiến thức của tứ giác nội tiếp vào hai bài tập cơ bản trên thì chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay đề ra là áp dụng được các kiến thức của tứ giác nội tiếp bao gồm định nghĩa tính chất và dấu hiệu ha vào bài học ngày hôm nay. Thì vẫn là hai cái dòng thứ nhất và dòng thứ ba là hai dòng quen thuộc của mình ở bài học trước. Hôm nay có cái dòng thứ hai này. À, thì mày mong muốn các em là phải nhớ cái dòng thứ hai này. Để sau này chúng ta nhớ là nếu có tam giác nhọn cùng với ba đường cao của nó thì sẽ xuất hiện sáu cái tứ giác nội tiếp. Thì đôi khi chúng ta phải chứng minh các tứ giác nội tiếp đó nha, trước. Để từ đó chúng ta vận dụng vào các tính chất của tứ giác nội tiếp, chúng ta chứng minh những câu mà người ta yêu cầu. Đây, thì là về nhà nhớ chụp lại cái bản ghi nhớ này ha, vào điện thoại nha, để mai mốt là nó làm thành là cái bùa hộ mạng của mình ha, khi mình làm bài tập mà mình lỡ mình quên, bật cái điện thoại lên ở nhà nha, chứ không phải trong lớp nha. Đây, bật lên là mình nhớ lại tất cả các hình này để mình nhớ được nội dung của bài tứ giác nội tiếp. Thì bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy xin chào và hẹn các em ở bài học sau. Rồi, luôn chúc các em dồi dào sức khỏe và gia đình luôn luôn bình an. Và nhớ, trong giai đoạn này, ở nhà tránh COVID, không được lazy, mà phải study và giữ mình healthy.